Comment đi, cho comment xem có đến đây được không. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ 3. Đánh lại. Do trận trước nó hòa rồi. GV sau một trận thi đấu mà anh cảm tưởng như là hơi khó thở với cái bài 1 tiếng rưỡi trong game. Một cái bài Isiran đến từ game thủ tiểu ngư đó là quá đẹp. Quả đầu 7 cây, hai bãi cá gần nhà. Bắc Kinh thế giới rồi. Mình vừa có lên ngồi gần anh Johnny thì anh ngồi tôi anh hơi chủ quan. Thật sự hơi chủ quan cho cái pha chơi ca thần mang sang nhà đối phương. Mình nghĩ rằng ca thần của anh cứ để nhà thôi cũng đủ thắng rồi. Khi mà thời điểm đó Johnny tham khoảng tầm 120 và tiểu ngư tham chắc tầm khoảng 80 thôi. Thì nhưng mà anh Johnny anh công hơi sâu những con ca lên. Mình nghĩ rằng tôi nói là tôi chỉ cần mang những con cung rầu, những con hot sang bắn còn để ca tại nhà thủ là đã ổn rồi. Nhưng mà không, anh Johnny quyết định là mang những con ca thần sang để dọn nhà và phá nhà đối phương. Nhưng không ngờ một cái bài dâng đến từ game thủ tuyệt ngư đó là dâng những con BB thần. Rất lầy. Không. Kèo này không biết lúc đi trận sao. Kèo này không biết sao chứ nhỉ. Thì một thì là thắng 3-2. Còn đây là một trận thi đấu mà Gani sẽ là người lại gặp khó rồi. AC Ran đối đầu với Greg. AC thì các bạn thấy rồi, nó đang khởi đầu quá đẹp với những cái cánh rừng, những cái đồ ăn nó là nhiều đến như thế nào. Nhưng đây là một vị trí mà dường như là cái BG nó hơi méo mó. Nhưng mình nghĩ rằng không cần BG cũng được. Đóng chiếc nhà BS ván hai bãi cá này cũng vẫn sẽ là ok thôi. Mình vào tiếp sức Gani tí, tiếp sức cho anh Vơ tí, anh kiệt sức quá. Làm thêm nhiều công việc, nhiều trưởng phòng nhưng mà được nghỉ đâu. Tiếp sức cho anh tí. Thấy bảo từ ngày lên trước trưởng phòng giảm mấy cân. Các bạn thấy hao gầy với công việc. Bảo sao mà đàn người anh đàn cứ gầy như vậy. Đấy các bạn thấy đấy, lý do đấy. Mình hiện tại thì đang là 72 cân. Và làm cho game TV được một thời gian thì còn 70 cân. Khả năng với cái đà này thức tầm khoảng 3 giờ 3 rưỡi sau lại 3 giờ. Khả năng tầm hôm nay thì 3 giờ xong. 3 giờ đạp xe từ bên phía số 21 ngõ 20 Nguyễn Chánh về 75 Đại La thì chắc là cứ đều kiểu này thì chắc là cũng xuống còn 60 cân nhanh thôi. Tương lai thì bên phía Game TV sẽ tổ chức một cái buổi gọi là catwalk tuyển người mẫu. Thì mình nghĩ rằng với những vòng eo, vòng thứ nó chuẩn như này mình sợ là vô đối mất thôi. Thậm chí là đi thi Việt Nam Next Top Model luôn cũng được. Với những đại diện ưu tú như là GV, điển hình là GV. Cũng là thật với các bạn, là đêm rồi mà những cái trận đấu nó diễn ra thì cả một tiếng rưỡi trong game như vậy thì thật sự nó là hơi khó chịu với cả người bình luận cũng như cả game thủ luôn. Game thủ thì người ta chơi rất là tập trung cao độ, thành ra cũng không để ý nhiều bên ngoài. Nhưng mà các bạn thấy rằng nếu như bình luận viên mà ngồi mà những tơn tác động, ví dụ như nó đang ngồi này, hàng bánh bao đi qua, ai bánh bao nóng đây hoặc là ai xô đạc đây, bánh khúc đây cái thì lại rất căng đấy. Đêm rồi mà đoay, các bạn thấy ai bánh khúc đây, ai xô lạc đây, hoặc là cái thằng bên cạnh ngồi ông kiểu ông khách hàng của quán Omo định ngồi bên cạnh mà lại còn hút xì xụt cái bát mì xúc xích nữa thì nó càng có đói thêm. Càng bây giờ đã là khoảng 1:30 rồi mà bây giờ 1:15 mà vẫn đang là 1:1 kèo Isiran thì 1:1 kèo mắt biển thì không biết bao giờ mới xong đây. Bây giờ tôi hy vọng là một cái tên mà ba trận thi đấu tiếp theo của kèo mắt biển, hy vọng là ba và trận nào cũng 1:30 trong game, 1:30 trong game để thức đến tầm khoảng sáng luôn là vừa, thức thâm đêm luôn thì cho nó đỡ phải ngủ nữa, mất thời gian ngủ từ 7 giờ sáng đến tầm 12 giờ đêm là vừa, 12 giờ sáng là vừa, chứ còn bây giờ cứ ngủ dở giấc này cũng khá là khó chịu. Mình biết rằng là fan Gani cũng rất là đông, vì vậy mình nghĩ rằng nếu anh Gani mà đánh được đến mức như vậy thì fan của anh hoàn toàn đủ khả năng để đánh theo dõi anh trong thời gian tiếp theo. Hơi mệt mỏi. Cái bãi cá này, hai cái bãi cá này sẽ làm cho game thủ tuyệt ngư có một bài lực cực kỳ khỏe và ép đời rất sớm. Rồi anh bạn, các bạn thấy đấy. Như vậy kích đời, một cái bài kích đời đến từ tuyệt ngư đó là kích khoảng tầm cuối phút thứ 8. Rất khỏe với 26 dân mắc biển. Bãi quả không thèm ăn, mà ăn cũng không ăn được, ăn hơi xấu, ăn cá trước, ưu tiên ăn cá. Rồi, thêm chiếc nhà bét nữa, ăn thêm bãi cá này. Một chiếc nhà bét nữa luôn. Như vậy là 4 chiếc S đang chặt gỗ được. Một S ở đây, 2, 3, 4, thậm chí là 5. Thậm chí là 5. Rất trồ các bạn thấy đấy.
cái bài mà game thủ Tottenham đang ép với rất nhiều dân ăn gỗ, vì vậy mà nó cái độ trổ nó như các bạn thấy rồi. Nhưng mà đang một tên mà à đây nhờ là BB ở đây. Rồi. BM và BA. Quá sớm trong cái bài này. BA đóng đâu? Đóng đây chứ nhỉ? Mình nghĩ rằng nên đóng đây này. Như vậy là đóng đây. Một cái bài nó đóng BA ở đây nữa thì nhà là không đét đèn đẹt, thì không biết game thủ Gani sẽ thắng game thủ Tiểu Ngư trong trận đấu này nó như thế nào. Đây là vị trí cần đóng nhà BD nữa là sẽ kín này. Tiểu Ngư thật sự là đang có những cái bài thi đấu khá là lộc lá. Trước tiên là về đồ ăn và các thứ nó nhìn chung nó khá là lộc, mình thấy rằng không có những bài nào nó nghèo đói mức quá cả. Đây là bài Egypt. Bài Egypt thì chậm trong trận thi đấu thứ hai các bạn thấy rồi. Một cái bài mà Gani dâng tốt như thế nào, bài ta đã có 104 rồi. Nhưng mà không thể chạm được vào nhà đến từ người cầm Egypt, đó là người tiền thủ Tiểu Ngư. Egypt bài đấy nó quá đẹp. Hai bóng nhà BE. Chỉ cần hai bóng nhà BE thôi, nó đã kín mít nhà. Và Tiểu Gani nói anh trận đó anh ta đã thua, mặc dù cầm quân Maxe và dâng là rất chuẩn mực. 28 dân cho game thủ Tuyệt Ngư và Gani là người đánh với 30 dân trận thi đấu này. Không, trên 1 dân. Thế như vậy là khả năng Gani đang có một bài muốn thi đấu trôi thuần rồi. Trôi thuần phát triển lên 4 liệu được không? Chúng ta cùng chờ xem nào. Gani thì bây giờ cái lối đánh của anh Gani bây giờ cũng đang khá giống với So Long. Đó là anh Gani có một lối ép đời đó theo kiểu là nhiều dân thật gỗ. Để thiết kế những chiếc nhà BF, những chiếc nhà BD, những chiếc nhà BD và những chiếc nhà BS sớm thì cái lượng thực lượng lực của sao rất là khỏe. Các bạn biết rằng là trong trận thi đấu Isiran trong trận thi đấu Hitty vừa rồi thì anh Gani sau khi lên trước khi lên đề bài, anh Gani có khoảng gần 600 thực. 600 thực các bạn thấy cái lối ép đời mà mình đã phân tích từ trước rồi. Cái lối ép đời của Song Long ấy, thì anh Gani anh mình cũng nói chuyện với anh Gani về cái lối ép đời này. Anh Gani cũng làm theo như vậy và anh Gani có một bài lực là siêu khỏe. Chỉ có một điều hơi đáng tiếc đó, anh Gani không xây nhiều nhà BD thôi. Anh Gani quyết định là xây toàn bộ trên đất liền hết, thành ra nó cũng hơi có cái điều gì đó nó hơi chủ quan quá. Chứ còn không thật sao mà nói thì Hitty Roma là một kèo dễ đánh hơn dành cho Hitty. Khi mà Hitty đã thủ nhà rồi, một kèo gọi là coi như là dễ đánh hơn. Còn đây là một trận thi đấu mà game thủ Tiểu Ngư quyết định thủ tại nhà. Đánh thuần tại nhà thôi. Và bây giờ con thuyền đi dâng, những con đơn vị đi dâng đến từ game thủ Tiểu Ngư, đến từ game thủ Gani dường như đã lên đây. Con xe giỏi đã đổi màu rồi. Không, anh Gani không dừng mà anh Gani chỉ được thuần thuyền trong trận thiếu này. Lên đời rất muộn. Rất muộn, thuyền của game thủ Tiểu Ngư đã sang. Bắn dần, rất giáp, dần chưa bánh xe. Một dần nằm xuống rồi. Thuyền Gani móc, đã là thuyền đẹp. Những thuyền Greg và những thuyền Isiran thì nó chỉ hòa phèo nhau thôi. Nhưng mà được cái là những thuyền Greg nó đảo rất là nhanh, thành ra né những tiền nó sẽ sướng hơn. Tơn, Gani là người chết thuyền. Con thuyền Gani chấp hai đan. Cùng rồi Isiran bắn nhau với con thuyền. Một cái điều gì đó mang tính chất là phi thường dành cho game thủ Tuyệt Ngư. Thuyền đam 8, 160 máu. Isiran cùng R là đam 4 và 7 cộng 1 về tầm xa 70 máu, nhưng mà được cái nó bắn nhanh thôi. Nhưng mà nhanh thì nhanh chứ đối đầu với con thuyền máu trâu đam to này cũng hơi căng. Gani lại đi lỗi thuyền rồi. Con thuyền này vẫn đang mong không. Gani ra giải quyết ngay. Được thuyền, con thuyền này vẫn may mắn chưa chết, còn 4 máu. Như vậy một bài thi đấu mà Gani và Tiểu Thủy Ngư đang muốn đánh cái bài đó chơi trâu với con thuyền và thi đấu với nhau. Những cái bài này nếu như bây giờ Gani mà không chú ý mà bị Tiểu Thủy Ngư móc lốp bằng những con cung rò lên thì sẽ rất khó chịu. Khi mà cung rò Isiran nó móc rồi thì nhói lắm. Ba thuyền đang cùng vào. Tuần này một tuần khó chịu đây. Mất dân đấy, một tuần mất dân đấy. Đúng rồi, những con dân đang làm ăn. À không, né luôn. Nhưng đây là nhà chính đến từ Gani. Một cái nhà chính nó quá gần biển. Một dân nằm xuống. Rất nhanh chóng. Bây giờ Gani mình nghĩ rằng anh ta cần những tuần phương án nào đó để công được đi. Chứ còn với cái đà này thì rất khó đánh. Các bạn thấy rằng là bây giờ thì ở đây, nhưng mà Gani đang muốn chơi trâu thuyền trong trận thi đấu này. Rất trâu những con thuyền. Tham này vẫn đang đè cho game thủ Tiểu Thủy Ngư. Thế nhưng mà cái lượng thuyền của Gani các bạn thấy rồi, nó trâu đến mức độ như thế nào. Nhưng bây giờ cần một tên mà phải cẩn thận. Không bây giờ mà game thủ Tiểu Ngư sóc dân, sóc quân ra phát triển, còn đâu mà mang cung rời đi móc thì cũng hơi khó chịu đấy. Đang có một tên mà mời cung rời Isiran và đang muốn lượn lò ra đây. Bây giờ thì Gani ốp nhà BD.
khung rời tình huống vẫn đang khá lom dom, nó vẫn đang giữ vị trí là tương đối tốt. Rồi chuyển quá đùng mà lao vào đây, điều chuyển anh ơi, điều chuyển chạy ngang nhưng mà nó không chạy mà thi đấu luôn. Rồi rất hổ báo. Tiểu Thiên Ngư đang muốn đỡ một vị trí, mình nghĩ rằng lượng thuyền đông của Gunny sẽ làm bất lợi cho anh. Khi mà đông thuyền như này thì không thể điều được, không thể điều được tên này. Gunny là một đốt cháy tất cả mọi thứ sau những cái gì anh đã để mất trong trận chiến trước. Tham này Tiểu Ngư đang là 53 và Gunny là bắt đầu đè xuống. Như vậy Tham đưa về cân, hòa nhau cơ. Tham cân, Gunny Tham 5x và Tiểu Thiên Ngư Tham 53 rất cân. Một bài Tiểu Thiên Ngư đang có vẻ khá trâu con cung R, nhưng mà mình chưa thấy những tên mà Tiểu Thiên Ngư xin con thuyền trở ra để đi dâng đi móc. Rất trâu chuẩn tên này, lao thẳng mặt luôn vào bắn, dí thẳng mặt luôn. Các anh ơi chú ý, cung R Asian bắn chùa là tương đối đau đấy, bắn chùa rất rát, cần chú ý đứng thuyền. Còn thấy bắn chùa là tương đối đau, cung R chưa chết nhưng thuyền thì chết khá nhiều rồi. Những cái pha mà game thủ Tiểu Thiên Ngư đây bây giờ mới đi dâng 5 cung R lên đây. Gắn đi chú ý, chết rồi, anh không chú ý bắp con đà không có chim lợn. Ba con thuyền này mà mang lên thì bắn nhói lắm đây này anh ơi, chết anh tôi rồi, anh không chú ý bắp con tuần này. Căng đấy, dâng 5 cung R lên khó chịu rồi đây. Ở nhà Gani không có chém cái gì chưa chứ, nhưng mà với cái đà này thì khả năng là chưa. Căng đét cho anh tôi rồi, chết rồi. Một cái pha mà Gani đang ngồi dành ra bây giờ đang không chim lợn, tuần này một tuần khó dành cho Gani, một tuần khó. Vàng chưa đào, tôi chết rồi. Nhưng mà giờ đang nhốt được cung R, nhốt được đến phút bao nhiêu đây, chúng ta chờ xem nào. Bây giờ 5 con cung R Isiran nó có giáp 2 rồi thì mình nghĩ rằng cầm tối thiểu đã 3 con chém thì mới ăn được. Ở đây thuyền Gunny cũng đang không có quá nhiều lợi thế trước những con cung R Isiran đến từ game thủ Tiểu Thiên Ngư. Hơi căng trận thi đấu này rồi, hơi căng. Một cái pha mà Gunny không chú ý map con và anh đang gặp khó. Cung R Isiran đứng dốc bắn dần. Cung R Isiran Isiran các bạn biết chất lượng như thế nào. Một tên đít, ai đít đây, hy vọng là Tiểu Thiên Ngư đít, hy vọng như vậy đi. Để xử tham lai thì mình nghĩ rằng tham lai là một tham lai đánh lại được. Khi mà các bạn thấy rằng không như vậy là bình luận viên đi, hơi đáng tiếc. Căng rồi. Còn bây giờ thì các bạn thấy rằng là game thủ Tiểu Thiên Ngư vẫn đang thủ được những cái nhà BD của mình, thủ được tương đối mật đấy chứ. Khi mà con cung R nó bắn chùa là tương đối đau, anh Gunny đang muốn chơi một cái bài đó là cảm tử quân rồi, lấy thân mình lấp lỗ cho mày. Một cái nhà BC đọc đóng ra. No. Tiểu Thiên Ngư đi rồi, hay lắm, rất hay và rất may tôi này. Tiểu Thiên Ngư đi một trận trong một cái thế trận mà game thủ Tiểu Thiên Ngư đang là người lợi thế hơn hẳn luôn khi mà những cung rồi.